Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống đầu Trung Quốc khi vào rạng sáng ngày hôm nay, mùng 4 tháng 8 năm 2023. Bất ngờ một trận siêu lũ ống khổng lồ cao tới 50 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất của Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cấp cao của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Và đây cũng là nơi xa hoa sang chảnh nhất của Trung Quốc. Thưa quý vị, thông tin trên đã được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây rạng sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua 3 tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo triền đê của một nhánh sông Dư Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với một tốc độ khá nhanh và một lượng nước vô cùng lớn đã nhanh chóng vùi lấp san phẳng một khu tự trị hoành tráng và VIP nhất của Trung Quốc. Nơi này nằm cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ ống ngày hôm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất trời của mẹ thiên nhiên vào sáng sớm ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng bị thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các cơ quan chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, sóng thần Trung Quốc phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở nơi này nắm bắt được tình hình. Nhưng họ không thể nào ngờ được rằng trận lũ ống vào sáng nay nó lại dã man đến như vậy. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của phía Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì tính từ đầu tháng 6 đến bây giờ đã tròn gần 40 ngày đêm không ngủ của Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của đất và của trời. Theo thống kê, 40 ngày đêm cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn, bão tố, phong ba mịt mờ, giờ gây lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa liên tục dội xuống đầu của Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, ngày hôm qua, lũ ống lại tiếp tục dội xuống, đáng chú ý hơn là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này đang trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào và trận lũ ống cao tới 50 mét bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào sáng ngày hôm nay. Giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập, bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì mà Trung Quốc đã cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ của phía ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên. Và cho tới thời điểm hiện tại, trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn, không phải vì lòng nhân đạo, mà ở đây họ không còn tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ, ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong ba vừa qua, đó chính là chính phủ của ông Hun Sen. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay chừng trị được thói ngang tàn, hống hách, ngạo mạn của phía Trung Quốc, thì nay đã có trời, đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới. Và có thể nói rằng, sự nổi giận, trừng phạt trên là rất thích đáng. Họ rất thương cho những người dân của nước này, bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa cho ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ đó chỉ là lẽ tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng rưỡi vừa qua nên lượng nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc gây ra sạt lở nghiêm trọng. Lũ ống lũ quét liên tục xuất hiện. Đi nó chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút. Nhưng những nơi nó đi qua đã làm thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, TV, tủ lạnh, đồ gia dụng bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông. Cây trái hoa màu hầu như đã bị tàn phá và lụi tàn. Bây giờ 28 tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Bắc Kinh
vẫn chìm trong mực nước lên tới 4-5 mét, thậm chí có nơi chúng lên tới 9-12 mét trong hình ảnh vệ tinh hoặc các video cho người dân địa phương ở Phượng Hoàng cổ trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng những ngôi nhà cao 9-10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập, những tầng dưới coi như bây giờ chỉ còn để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra bằng tiền được, bởi chính phủ Trung Quốc phải mất rất nhiều năm nữa cũng chưa chắc khắc phục được hiện trạng như ban đầu. Dự báo trong những ngày tới đây, lượng mưa lũ quét, sạt lở đất và sóng thần liên tiếp xảy ra tại 31 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc và có thể gây ra những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối đối với cả Trung Quốc khi các nhà phân tích cho biết rằng Vạn Lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này, nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay đổi tính nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên trời đất sẽ nổi giận sang phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì những sai trái sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế của Trung Quốc rơi vào một cảnh thậm tệ nhất trong vòng gần 100 năm vừa qua. Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề, thì nay lại thêm sự nổi giận của đất, của trời sẽ làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm vừa qua. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không còn tin cậy vào người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính người đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga, chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia. Và bây giờ, ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. Thưa quý vị, có nhiều ý kiến cho rằng trận siêu lũ ống rạng sáng ngày hôm nay là trận trừng phạt cuối cùng của trời đất nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn ra những sự việc sai trái của mình trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chính quyền của ông ta phải biết cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt bánh trướng ở khu vực Biển Đông nữa, không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là với Ấn Độ và Triều Tiên thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không, mẹ thiên nhiên mà giận dữ thêm lần nữa thì chắc chắn con đập tam hiệp với Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ, nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn đang rất hống hách. Quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa quanh quần đảo Phú Lâm giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị không quân hải quân của quân đội Bắc Kinh xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ đã cho rằng vùng biển này thuộc biển của phía Trung Quốc, bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của nước nào xâm phạm và phạm vi đường lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo phía Trung Quốc đều bị đánh sập. Quân đội của Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát ra vùng biên giới Ấn Độ, bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng khắp trên thế giới. Và liên quan tới những vấn đề trên, chúng tôi sẽ liên tục thu thập và gửi cho quý vị khi có những thông tin mới nhất và chính xác nhất. Còn chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.